Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy bà Maria đang còn đứng gần mộ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mộ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu. Một vị ngồi phía đằng đầu, một vị ngồi phía đằng chân. Hai vị hỏi: "Tại sao bà khóc?" Bà trả lời: "Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để người ở đâu." Vừa nói xong, bà quay mặt lại thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi bà kia: "Sao mà khóc? Bà tìm ai?" "Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa." "Thưa ông, nếu ông đã mang xác người đi thì xin cho tôi biết ông đã đặt người ở đâu để tôi đến lấy xác người." Chúa Giêsu gọi: "Maria." Quay mặt lại, bà thưa người: "Rabboni," nghĩa là lạy thầy. Chúa Giêsu bảo bà: "Đừng động đến ta, vì ta chưa về cùng cha ta, nhưng hãy đi báo tin cho các anh em ta và bảo họ rằng ta về cùng cha ta cũng là cha các con, về cùng Thiên Chúa ta cũng là Thiên Chúa các con." Maria Magdalena đi báo tin cho các môn đệ rằng: "Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy." Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị em thân mến. Trong bài tin mừng hôm nay, thuật lại cho chúng ta biến cố Chúa phục sinh với ngôi mộ trống. Sau khi hai môn đệ của Chúa Giêsu là Phêrô và Gioan chạy ra mộ trống, và ông Gioan nhìn vào thấy các băng vải đã sắp xếp lại gọn gàng như lúc ban đầu, thì ông tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại như lời người đã nói. Bà Maria thì vẫn còn thương yêu Chúa, vẫn bình rịnh trông chờ Chúa của mình. Lòng yêu mến của bà làm cho bà phải tủi, làm cho bà phải tủi thân vì Chúa bỏ mình sao? Nhưng Chúa đã không bỏ bà. Chúa đã đáp lại lòng thương của bà bằng cách Chúa đã hiện ra với bà. Nhưng tại sao bà vẫn không nhận ra Thiên Chúa khi Chúa nói: "Bà kia sao mà khóc? Bà tìm ai?" Sự quen thuộc của bà đối với Thiên Chúa chưa được gần cho lắm. Vì thế khi Chúa Giêsu nói câu đó, giống như một người qua đường thấy một người đang khóc lóc, người kia liền hỏi: "Tại sao bà lại khóc? Tôi có thể giúp gì được cho bà hay không?" Mà sau này các môn đệ, hai môn đệ trên đường Emmaus, trên đường đi, họ cũng không nhận ra Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu cùng đi với họ, đàm đạo với họ trên đường, họ vẫn không nhận ra Chúa. Nhưng sau đó Chúa Giêsu gọi Maria. Bà liền trả lời một cách người ta gọi là một cách vô thức: "Rabboni," lạy thầy. Tại sao bà trả lời như thế? Vì bà đã quen với tiếng của Chúa, quen với lời gọi đó hàng ngày. Chúa Giêsu chắc chắn rất hay gọi: "Maria Magdalena, Maria, Maria ơi, Maria." Cho nên khi nghe lời gọi của Chúa, bà trả lời lúc đó không cần sự suy nghĩ, mà một phản xạ có điều kiện. Chỉ cần nghe Maria là bà liền thưa Rabboni. Một sự quen thuộc như thế không phải tự nhiên mà có. Nó cần một thời gian rất lâu, với lòng yêu mến rất nhiều mới có thể đáp trả lại. Chúng ta có nghe lời của Chúa một cách quen thuộc hay không? Chúa có gọi tên của chúng ta hay không?
Chắc chắn Chúa gọi tên của chúng ta. Vì Chúa đã gọi chúng ta vào trong cuộc sống này, chắc chắn Chúa gọi tên chúng ta. Nhưng chúng ta có quen thuộc với lời của Chúa hay không? Đó là vì chúng ta chưa siêng năng lắng nghe và đọc lời của Thiên Chúa. Nếu chúng ta siêng năng lắng nghe đọc lời của Thiên Chúa, mỗi khi tin mừng được vang lên, chúng ta cảm thấy vui mừng vì chúng ta biết tin mừng đó đang nói điều gì, tin mừng đó đang nói với ai, và tin mừng đó được nói ở đâu trong Kinh Thánh của Thiên Chúa. Và trong mọi hoàn cảnh xảy đến, lời của Thiên Chúa sẽ được tuôn trào ra trong lòng và ngoài miệng của chúng ta, để chúng ta luôn vững tin vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, để chúng ta sống được lời của Ngài trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời của mình. Ông bạn chị em là những người có rất nhiều cơ hội để nghe lời Chúa và để nhớ lời của Ngài. Trong từng biến cố xảy đến, lời của Chúa sẽ nhắc cho chúng ta để chúng ta thực hành lời của Ngài, giúp cho chúng ta có sự an ủi của Thiên Chúa, có sự nâng đỡ và đồng hành của Ngài. Chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được tất cả những khó khăn, những ốm đau bệnh tật mà chúng ta đang gặp phải, vì chúng ta quen với lời Chúa. Lúc Maria đau khổ, Chúa đã gọi tên bà. Thì chúng ta, lúc chúng ta cũng đang gian nan vất vả, chúng ta đang ốm đau bệnh tật, Chúa cũng đang gọi tên chúng ta. Ước gì chúng ta cũng quen với lời của Thiên Chúa. Amen. Anh chị em thân mến, ngày mai táng Chúa Giêsu và buổi chiều trước khi bước vào ngày lễ nghỉ Sa-bát, vì còn ít thời gian, người ta đã sức thơm suốt thơm Chúa một cách hối hả. Vì vậy cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, mấy người phụ nữ đã đưa thuốc thơm đến mộ để tìm cách sức lại cho chu đáo. Khi đến mộ, các bà thấy ngôi mộ trống, xác không còn nữa. Bà Maria Magdalena về báo tin cho các môn đệ. Các môn đệ bán tín bát nghi, các ông chạy ra xem thực hư thế nào. Maria cũng chạy ra, và sau khi quan sát kỹ lưỡng, thấy xác Chúa không còn, hai ông ra về, một mình bà Maria ở lại mộ, ngậm ngùi, khóc lóc, thương nhớ Chúa. Và Chúa đã hiện ra với bà. Lúc đầu bà không nhận ra, nhưng sau một vài câu trao đổi, bà nhận ra Chúa khi Chúa gọi bà Maria. Bà nóng lòng chạy về báo cho các môn đệ. Và rồi các môn đệ lại cứ hỏi bà Maria ơi, trên đường bà thấy những gì? Trên đường bà thấy những gì? Xin kể cho chúng tôi nghe. Và rồi bà đã kể, tôi là tôi đã thấy nấm mồ của Đức Kitô, người đã sống lại và đã ra khỏi mồ, người đã hiện ra với tôi, đã gọi tên tôi, đã nói chuyện với tôi. Những lời bà nói phá tan đi những nghi ngờ nơi các môn đệ, và các ông tràn ngập niềm vui. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu phục sinh đã đến với bà Maria Magdalena và đến với các tông đồ đang trong lúc họ thất vọng và họ đang muốn từ bỏ con đường theo Ngài sau những năm tháng bôn ba để trở về với cuộc sống. Những ngày này họ đang giam mình trong sợ hãi buồn phiền. Như Maria Magdalena gặp được Ngài, những tiếng khóc than sẽ mất đi. Và bởi vì họ tin rằng Ngài sống lại, đồng hành với họ. Đón nhận tin mừng phục sinh, các môn đệ cũng được Chúa sai đi để chia sẻ, để loan báo tin vui này cho mọi loài thụ tạo. Lệnh truyền của Chúa Giêsu thôi thúc chúng ta và biết bao nhiêu thế hệ Kitô hữu lên đường loan báo niềm vui phục sinh cho toàn thể thế giới.
niềm vui phục sinh trao ban cho tha nhân, đặc biệt những người chưa biết Chúa, qua những sự trung thực, những cử chỉ bác ái, những lời thăm hỏi khích lệ, những cái bắt tay thay cho hận thù, một đời sống thánh thiện làm nhân chứng. Chúng ta có thể xử với những người khác, chứng minh Đức Kitô phục sinh đang đồng hành với chúng ta bằng cách thức nào cũng được, miễn là chúng ta hiện diện bên cạnh người đời. Một cô bé kia đi học về muộn. Ở nhà bố mẹ rất lo. Thấy cô bé về, bố mẹ hỏi xem em đã đi đâu và làm gì. Con ở lại giúp bạn con, xe của bạn con bị hỏng. Nhưng con đâu có biết sửa xe. Đúng như vậy, nhưng con dừng lại để con khóc với bạn con. Câu chuyện của hai đứa bé đồng hành với nhau đơn giản như vậy thôi. Câu chuyện Chúa Kitô phục sinh đồng hành với chúng ta cũng đơn giản. Ngài xuống thế làm người đến với chúng ta, sống như chúng ta mọi đàng, chỉ trừ tội lỗi. Cũng là câu chuyện chúng ta sẽ đồng hành với mọi người như vậy, để kể với họ Đức Kitô phục sinh đang đến với chúng ta, yêu thương chúng ta. Amen. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, khi chúng ta được nghe lại đoạn tin mừng ở trong thời đại của chúng ta, với việc chúng ta trở thành người Kitô hữu, với việc chúng ta đã đọc lại toàn bộ lịch sử cũng như là toàn bộ Kinh Thánh Tân Cựu Ước, đặc biệt là Đức Giêsu từ việc Ngài sinh ra cho đến khi Ngài chết và sống lại, thì chúng ta thấy những câu chuyện thuật lại đối với chúng ta không có là bất ngờ lắm. Nhưng mà đối với các môn đệ hay là những người mà tin vào Đức Giêsu, họ đối diện với cuộc khổ nạn đội kinh hoàng, làm cho họ rất là sợ hãi, và cái đau thương đó nó vẫn còn in sâu vào trong lòng của các ngài. Cho nên khi mà các ngài đã thấy những cái dấu hiệu của mồ trống, rồi việc các thiên thần hiện ra nói là Đức Giêsu đang sống, rồi thấy việc khăn liệm hay là khăn trùm đầu của người trong cuộc an táng của Đức Giêsu đã được xếp lại gọn gàng, thì các ngài vui mừng nhưng cũng vẫn rất là sợ hãi, bởi vì những cái đó nó đan xen giữa cuộc khổ đạn, giữa việc báo Đức Giêsu sống lại rồi chưa gặp ngài, làm cho các ngài sợ hãi. Tuy nhiên là chính Đức Giêsu, Ngài lại tỏ cho các môn đệ hay là những người theo Ngài một cách từ từ. Từ dấu hiệu mộ trống, từ dấu hiệu là tảng đá lăn ra khỏi mộ, và các môn đệ nối kết lại những lời mà Đức Giêsu Ngài đã nói với những gì Kinh Thánh đã nói, nối kết lại để từ từ trong các ngài lóe lên một cái niềm hy vọng, một cái niềm tin rằng hình như thầy mình đã báo trước và thầy mình đang sống. Và câu chuyện mà chúng ta vừa nghe là Đức Giêsu đã gặp các bà trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy là các bà nhận ra Chúa Giêsu ngay. Nhưng mà có những cái chỗ khác thì chúng ta thấy là như bà Maria Magdala thấy Đức Giêsu thì lại tưởng là người làm vườn. Khi Đức Giêsu gọi tên thì mới nhận ra. Từ hai môn đệ trên đường Emmau thì lại chỉ nghĩ là một khách bộ hành. Như vậy thì thân xác Đức Giêsu phục sinh vẫn là thân xác ấy, có những cái dấu hiệu rất là quen thuộc, nhưng lại có những cái dấu hiệu rất là khác biệt. Như vậy thì có những cái mà tiếp tục
như là cái thân xác mà Ngài đã từng sống với các môn đệ, lại có những cái nó được biến đổi bởi sự phục sinh của Đức Giêsu. Bởi cái sự phục sinh đó đã được Thiên Chúa biến đổi, nó làm cho khác. Và vì vậy mà mời gọi tất cả những đan kết tất cả những điều đó để cho các môn đệ tin vào Đức Giêsu Kitô là đấng đã sống lại. Và điều đó cũng mời gọi tất cả mỗi người chúng ta. Chúng ta tin Đức Giêsu là Thiên Chúa, là đấng đã ban cái sự sống cho chúng ta khi mà tạo dựng vũ trụ trời đất. Rồi khi mà con người phạm tội thì Thiên Chúa lại qua Đức Giêsu để làm một cái cuộc sáng tạo mới khi cho con của Ngài sống lại từ cõi chết. Và đó là niềm tin và niềm hy vọng của tất cả mỗi người Kitô hữu chúng ta. Và mời gọi chúng ta sống cái niềm tin phục sinh, sống cái niềm vui phục sinh. Và từ đó chúng ta đối diện với những cái vấn đề ở trong đời sống của mình. Hơn nữa, phần sau trong tin mừng của Thánh Matthew mà chúng ta mới nghe, đó là những người luật sĩ, biệt phái, các thượng tế, kỳ mục, họ không muốn tin. Bởi vì ngay cả khi mà Đức Giêsu được an táng trong mộ thì họ đã cho lính canh để mà tránh các môn đệ của Đức Giêsu lấy trộm xác. Mà ngay cả khi mà lính báo là thấy sự kiện kinh thiên động địa như vậy thì họ lại tìm cách bịt miệng, tìm cách không tin. Như vậy thì điều này cho chúng ta thấy là việc mà chúng ta tin vào Thiên Chúa thì chúng ta phải mở lòng mình ra, phải đón nhận những cái dấu chỉ hay là những sự thật mà chính Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta, chứ không phải là tôi muốn tin như thế nào, tôi muốn Thiên Chúa phải làm cái điều này điều kia như là tôi muốn thì tôi mới tin. Chỉ có người nào với tấm lòng đơn thành, với cái sự khiêm tốn, với cái lòng bỡ ngỡ hay là đón nhận những điều mới mẻ thì mới có thể tin vào Thiên Chúa. Vì vậy chúng ta xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta đón nhận niềm tin phục sinh và chúng ta sống niềm tin đó, cũng như trở thành chứng nhân của người khác, chứng nhân cho người khác, như trong bài đọc một mà chúng ta được nghe Thánh Phêrô cũng như là các tông đồ đã làm chứng về niềm tin của mình. Amen. Thưa anh chị em, Chúa Thánh Thần là đấng mà chúng ta ít khi cầu nguyện với người, ít khi nhắc đến người, nhưng người có mặt trong mọi sự, người có mặt từ ngay những buổi đầu của cuộc đời làm người của chúng ta, khi được đưa đến nhà thờ để rửa tội. Chúng ta đã lãnh nhận chính Chúa Thánh Thần để chúng ta được trở nên con Thiên Chúa, để nhờ bí tích rửa tội với ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa trao ban qua bí tích rửa tội ấy, chúng ta sẽ trên nền tảng làm con Thiên Chúa sẽ sống ơn gọi đời mình qua tất cả những cái ơn gọi mà tiếp theo đó chúng ta sẽ thể hiện, chẳng hạn ơn gọi của một người giáo dân hay ơn gọi của một tu sĩ, của một linh mục. Và ngay cả anh chị em làm gì trong cuộc đời này cũng đều là ơn gọi đặt trên nền tảng của Chúa Thánh Thần. Có người ở trong cuộc sống phải dùng thân xác mình làm những điều nặng nhọc, có người dùng trí óc, có người thì có những cách thức để có thể tạo ra nhiều những sản phẩm, tạo ra nhiều những điều kiện nâng cao cuộc sống cho con người, nhưng cũng có người cũng chẳng làm được gì. Tất cả những điều đó chúng ta phải biết rằng ơn Chúa Thánh Thần linh hoạt để ban cho
thế giới này sinh động, ban cho thế giới này tương trợ lẫn nhau. Một vị bác sĩ mà khi cầm dao mổ, anh ta không có những sáng kiến của mình trong lúc mổ đối với bệnh nhân A thì có thể đường mổ nó khác hơn, đối với bệnh nhân B thì trong lúc mổ sẽ có cách xử lý khác hơn. Chứ nếu vị bác sĩ đó mà không có những sáng kiến riêng dựa trên chính điều mình học thì chắc chắn vị bác sĩ đó không thành công và người mổ sẽ nguy hiểm, vân vân. Tất cả những điều đó chúng ta phải tin rằng Chúa Thánh Thần linh hoạt tất cả. Đó về mặt, đó là về mặt cuộc sống. Còn về mặt nhận thức thiêng liêng và đức tin thì anh chị em càng phải biết rằng Chúa Thánh Thần không bao giờ trễ hẹn trong cuộc đời chúng ta. Bởi lúc nào ơn Chúa Thánh Thần cũng thúc giục chúng ta phải sống vai trò nhân chứng của Chúa Kitô, phải làm chứng cho Chúa Kitô, phải trở thành người chứng tá để càng ngày càng có thêm nhiều những Kitô hữu khác nhờ đời sống chứng tá của chúng ta mà họ nhận ra Chúa, họ bước vào hội thánh. Đặc biệt điều đó hôm nay chúng ta nghe trong bài giảng của Thánh Phêrô, một bài giảng quá thành công. Chỉ trong một bài giảng với ơn Chúa Thánh Thần mà thánh nhân đã lôi khoảng 3.000 người trở về với Chúa trong cùng một lúc. Thánh nhân Thánh Phêrô bảo rằng: anh em hãy ăn năn sám hối và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội và anh em sẽ lãnh nhận Thánh Thần. Luôn luôn là vậy, chúng ta lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần và Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta. Nhờ có Chúa Thánh Thần mà chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, nhờ có Chúa Thánh Thần mà chúng ta tin vào lời Chúa Giêsu Kitô dạy, nhờ có Chúa Thánh Thần mà chúng ta biết quyền năng của Thiên Chúa thể hiện nơi thế giới, nơi con người và nơi từng giây phút của cuộc đời mỗi người chúng ta. Và cũng nhờ Chúa Thánh Thần mà chúng ta hiểu được giáo lý đức tin, hiểu được chân lý của sự sống Chúa Kitô mang lại. Tất cả những điều đó không nằm ngoài ơn Chúa Thánh Thần. Cho nên một lần nữa chúng ta nghe lời dạy của Thánh Phêrô, một lời dạy mà khiến Ngài đã quá thành công khi đưa một lúc 3.000 người trở về với Chúa, để chúng ta cũng giống như những thính giả đã từng trực tiếp nghe Thánh Phêrô, nghe Thánh Phêrô dạy: mỗi người trong anh em hãy sám hối, hãy là những người chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô, và rồi Thánh Thần sẽ được ban cho anh em. Mỗi người trong anh em hãy nhận lãnh Chúa Thánh Thần. Đó là điều Thánh Phêrô nhắc nhở và dạy bảo. Thánh Phêrô không dạy cái gì gọi là lớn lao to tát cả, không dạy cái gì để gọi là những giáo lý cao siêu, những suy nghĩ thần học kinh khủng cả. Ngài chỉ nói những giáo lý rất bình thường trong đức tin, tin vào Thiên Chúa, tin vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, tin vào Chúa Thánh Thần. Sau khi chính bản thân Ngài đã nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần, như vậy chính Chúa Thánh Thần đã thổi trong lời dạy của Thánh Phêrô. Bản thân Thánh Phêrô chắc chắn không là gì, nhưng với ơn Chúa Thánh Thần, lời dạy của Thánh Phêrô thành công. Chúng ta tin tưởng nếu chúng ta để cho Chúa Thánh Thần linh hoạt, nếu chúng ta thuận theo ơn Chúa Thánh Thần, chắc chắn chúng ta cũng sẽ như vậy. Đúng như cái lời mà anh chị em sướng trong phần sướng trước phúc âm, trong phần Alleluia, chúng ta tung hô Alleluia đấy: Thầy sẽ xin Cha và người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác để ở cùng các con luôn mãi. Lời Chúa Kitô dạy chúng ta. Và hôm nay Thánh nữ Maria Magdalena đi ra mồ gặp được Chúa Giêsu. Lúc đầu bà không tin, không nghĩ rằng đó là Chúa phục sinh của bà. Bà nghĩ rằng đó là người giữ vườn. Nhưng với sự lên tiếng của Chúa, bà đã tin tưởng, bà đã trở thành người chứng đầu tiên của tin mừng. Khi bà trở về từ mộ Chúa, bà reo vang và báo tin cho đoàn môn đệ. Bà là người đầu tiên làm chứng cho ơn phục sinh của Chúa Kitô trong nhân loại này. Thánh nữ Maria Magdalena là tấm gương cho chúng ta.
để với ngày nay anh chị em và tôi nhận lãnh Chúa Thánh Thần như Thánh Phêrô ra đi rao giảng thế nào. Chúng ta không nói bằng lời được, bởi vì không phải ai cũng có thể nói dễ dàng, thì chúng ta sống bằng đời sống chứng tá của mình để làm chứng cho ơn Chúa của chúng ta, để làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô đấng đã phục sinh, như Thánh nữ Maria Magdalena đã reo vang lên: "Tôi đã thấy Thầy và Thầy đã nói với tôi những điều ấy." Bà gọi Thầy, nhưng hôm nay bà lại gọi là Chúa: "Chúa đã nói với tôi." Vậy cho nên tất cả những điều đó chúng ta học lấy những tấm gương của những vị thánh đi trước chúng ta, những nhân chứng của trực tiếp của Chúa Kitô, như Tông đồ Đoàn nói chung, Thánh Phêrô nói riêng, như người môn đệ trung tín của Chúa, Thánh nữ Maria Magdalena. Nguyện xin Chúa Thánh Thần sống lại trong lòng chúng ta những điều cần thiết cho ơn mà chúng ta lãnh nhận để được làm con Chúa, thì từ đó chúng ta cũng trở thành những chứng tá của Chúa qua tất cả những hoạt động tưởng chừng như là một đời con người rất bình thường, làm ăn, ngủ nghỉ, gặp gỡ, tương quan, vân vân. Tất cả những điều đó xin người khơi gợi, làm sống lại trong chúng ta ơn, để chúng ta biết trở thành chứng tá cho Chúa ở giữa cuộc đời này, để chúng ta thật sự là những nhà truyền giáo, noi gương bao nhiêu vị thánh, nhất là noi gương đoàn môn đệ của Chúa Kitô xưa, sẵn sàng ra đi để loan báo danh Chúa đã sống lại. Xin Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa Cộng đoàn Phụng Vụ, những người Việt Nam ta ở bên này cũng như là ở bên Việt Nam, những người hơi có tí tuổi thì sau nhiều năm làm việc vất vả chăm sóc gia đình, lo cho con cái, bây giờ thì thấy rằng có giờ và đặc biệt hơn nữa là có tí tiền thì là muốn đi chỗ này chỗ kia. Thì gặp người thân, gặp những người trong gia đình thì cũng vui, mà hy vọng là còn muốn gặp nhau. Nhưng mà nhất là rủ nhau đi chơi nữa thì càng vui hơn nữa. Đây là cái điều mà con nhận xét ở trong các cái tour du lịch đó, thế nào cũng có những cái buổi và đi thăm viếng các đền đài lăng tẩm. Thí dụ như là đi Washington DC thì thế nào cũng đến nghĩa trang quốc gia ở Arlington, không có xa nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta đó lắm. Ở London thì là có cái nghĩa địa ở ngay chỗ Westminster Abbey đã nổi tiếng, bởi vì ở đấy đó là các ông hoàng bà chúa, những người nổi tiếng một thời đều chôn ở đó. Rồi đi sang Middle East, tức là sang Trung Đông đó, thì có nhiều người lặn lội sang cả Arabia Saudi đó để mà thăm ngôi mộ của ông tiên tri Muhammad, là cái người mà sáng lập đạo Hồi giáo. Mà nói chung như thế này thì đi thăm những nơi đó thì cũng thích, nhưng mà cuối cùng thực tế chỉ là đi thăm một chỗ chứa xác chết, chấm hết, không hơn không kém. Đấy là cái điều mà nó đó là thực tế. Chỉ những người nào mà chịu tìm hiểu thì có thể rằng qua các ngôi mộ đó thì học được cái lịch sử ngày xưa. Nhưng mà tất cả cũng là đi vào cái thế giới của quá khứ, thế giới của thời đã qua, và nói một cách có là chính xác hơn, thế giới của những người đã chết. Thì khi mà chúng ta qua đất thánh thì đa số chúng ta cũng có dịp và rất là muốn đi thăm mộ thánh nằm ở trung tâm thành phố, ở ngay phía bên ngoài của bức tường Jerusalem cổ đó, bức tường thành của thành cổ đó. Thì con thấy đây là cái điều khác biệt. Ở các ngôi mộ khác thì có xác thân nằm ở đó, nhưng mà ngôi mộ của Chúa thì nổi tiếng không phải vì có xác thân, nhưng mà vì đó là ngôi mộ trống. Bởi vì như bài đọc ngày hôm nay chúng ta được nhắc nhở, sau 3 ngày là không có xác của Ngài ở đó nữa.
Trong thực tế của cuộc sống thì chúng ta, những người nào mà có tuổi rồi thì biết rằng chết là hết chuyện. Các cái ngôi mộ khác thì nó là cánh cửa thực tế, nó khép lại một cuộc đời những người phải chấp nhận cái thân phận con người. Giàu cũng chết, nghèo cũng chết, nổi tiếng như Cha Huy cũng chết, giỏi như Cha Tiên cũng ngáp ngáp rồi đi luôn. Không anh nào thoát được. Và sau khi chết, kẻ giàu người nghèo thì đều được đặt nằm trong ngôi mộ khép kín. Nhưng mà khi mà chúng ta đến viếng ngôi mộ của Chúa thì chúng ta được kêu mời nhớ rằng cái ngôi mộ đó lại trở nên một cánh cửa mở rộng để mời con người bước vào thế giới của cuộc sống phục sinh. Khi chúng ta nhắc tới ngôi mộ là chúng ta nhắc đến sự sống. Sự sống đó không phải chỉ khởi động lại cách đây 2000 năm, nhưng mà sự sống đó vẫn đang tiếp tục và ở ngay đây với chúng ta khi chúng ta thờ phượng Chúa. Đấy là niềm tin của chúng ta mà nhiều khi chúng ta không thấy. Thì khi bà Maria nhìn vào mộ Chúa thì ngôi mộ trống như con đã thưa đó, không như là cái mộ mà mang đầy những mảnh đời mà rất là nhiều nước mắt và trống rỗng. Nhưng mà khi mà đến cái ngôi mộ trống đó thì đã gặp Đức Giêsu. Và như con thưa đó, cái quan trọng hơn là một Đức Giêsu luôn luôn đồng hành với con người để chia sẻ những đau khổ con người. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa là ban cho tất cả những gì thuộc về thế giới chết chóc này một cuộc sống để cho con người như chúng ta dám hy vọng sống đời này. Dù khó khăn tới đâu, dù bệnh tật tới đâu, dù ngáp ngáp tới đâu, rồi dù có đau khổ vì những người xung quanh xem ra không hiểu, không quý, không tôn trọng chúng ta đến đâu, dù khổ đau ngập tràn tới đâu chăng nữa, thì nếu chúng ta theo gương bà Thánh Maria Magdalena thì chúng ta cũng gặp người. Đấy là cái điều quan trọng. Vậy thì con nghĩ rằng cái kết luận rất là thực tế trong cuộc sống thì chúng ta phải nhớ rằng là con người của chúng ta, nếu đúng ra thì chúng ta phải đối diện với cái chết từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày. Chúng ta phải đối diện. Nhiều khi cứ nghĩ đến thân xác thì thân xác chết thật đấy. Bao nhiêu cái tế bào trong chúng ta chết hàng ngày rồi đổi mới, đó là chết. Nhưng mà có lẽ rằng cái quan trọng hơn đó là chúng ta có những cái mà nó chết thì để nó chết luôn đi, nhưng mà phải làm sao qua tất cả đó tìm được cái sự sống. Con ý nói rằng nhiều khi thí dụ như là như chúng con ở đây, nhiều khi nhà dòng thì là cũng đại khái để cố gắng bảo nhau sống khiêm nhường, nhưng mà đang có chức này chức kia xong rồi tự nhiên này không có làm việc nữa, lòng lành vô cùng, nó buồn, nó trống, còn hơn cái mộ trống đó. Như con đang nói như vậy để chuẩn bị đó, mất chức bề trên căng lắm. Đời nó như vậy, nhiều khi quen thói mà, có chức này chức kia. Rồi cái tệ hơn nữa, có thành tích này thành tích kia, làm được điều này điều kia, rồi tự cho nó là giỏi cũng tốt đi. Nhưng mà cuộc sống nó như thế, một ngày nào đó, ví dụ như con đây thì chưa làm được cái gì ra hồn thì không sao, nhưng mà như Cha Huy để con nhắc nhở đặc biệt ấy, làm được nhiều điều lành quá rồi, nhưng mà nhiều khi đấy, đúng đến khi mình trở về nó làm giống như mình chưa bao giờ ở đấy, có điên lên không chứ. Đấy là cái này con đi nghe xưng tội để biết cái này thôi, con chưa bao giờ gặp nha, vì đã làm được cái gì đâu đấy. Nhưng mà thực tế cuộc sống nó như thế đấy, là chúng ta ôm lấy cái chết, ôm lấy những cái chuyện này chuyện kia, nó không có đáng. Nhưng mà phải luôn luôn như bà Thánh Maria Magdalena đó, chứ chỉ tâm hồn chúng ta luôn luôn tìm sự sống. Đường nào thì đường, chúng ta phải sống. Mà để sống, hễ mà có Đức Giêsu là chúng ta có sự sống, chấm hết. Vì vậy chúng ta đến đây thờ phượng Chúa vì lý do đó. Trong cuộc đời quá nhiều trần luyện như thế này, quá nhiều điều
mà làm cho chúng ta hụt hẫng, trống hơn. Chứ gì chúng ta không bỏ cuộc. Một là chúng ta xin được gặp gỡ Đức Giêsu Kitô rất thường xuyên, đặc biệt là mỗi khi chúng ta đến với Chúa Giêsu trong phép thánh thể như là chúng ta đang làm hôm nay. Amen. Kính thưa quý bà và anh chị em, như con đã chia sẻ, để có thể gặp gỡ Chúa của bài ngày hôm qua là thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Và tuần Bát Nhật Phục Sinh này mời gọi chúng ta mà hãy được gọi là tuần của áo trắng, bởi vì thời đầu của Mẹ Hội Thánh mời gọi những người tân tòng mới được lãnh nhận bí tích rửa tội đêm Phục Sinh mặc áo trắng, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở những người tín hữu đã tin, đó là nhớ lại bí tích thanh tẩy mà mình đã lãnh nhận, để mình mở ra cho ơn cứu độ của Thiên Chúa và kinh nghiệm một đấng thần linh đến ở với mình. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể kinh nghiệm biến cố Phục Sinh? Hôm qua con đã chia sẻ, chúng ta phải đến điểm hội tụ là Galilea, nơi đó những tương quan thân thiết với Chúa, để chúng ta có thể có kinh nghiệm được đấng Phục Sinh. Nhưng mà nếu chúng ta đến Galilea mà chúng ta không mở lòng chúng ta ra, liệu chúng ta có gặp được không? Chúng ta không khao khát đấng Phục Sinh, chúng ta có gặp được không? Thưa không. Trong bài tin mừng hôm nay nói cho chúng ta như thế này: khi ông Phêrô và ông Gioan và các môn đệ cũng đi ra mộ vân vân, nhưng mà các ông thấy và các ông đi về, các ông không gặp gỡ được đấng Phục Sinh lúc đấy. Và bà Maria bà ở lại, bà khao khát, bà tìm kiếm. Có thể bà đang tìm kiếm xác thật, bà sợ bạn nào bạn đã thỉnh Chúa đi, mà sợ thật, cho bà đang đi tìm. Bà hỏi cái ông làm vườn này, rồi quay lại hỏi Chúa Giêsu, có rông, có lấy xác thầy tôi không? Bà khao khát đi tìm Chúa, cho nên Chúa Phục Sinh đã cho bà gặp. Nhưng mà trước khi như thế thì con mời gọi quý bạn xem có một điểm như thế này: bà khóc, bà đứng bên mộ, và bà thấy trong mộ đấy có hai thiên thần và khăn đã xếp được ở đầu và ở chân. Ở đầu là điểm khởi đầu, chân là điểm kết thúc. Mà khởi đầu với kết thúc thì nhắc nhở quý ông bà anh chị em nhớ tới cái gì? Thiên Chúa của chúng ta là Alpha, là Omega. Đầu là Alpha và chân là Omega. Và ngôi mộ, bà khao khát đứng ở ngôi mộ, bà tìm kiếm Chúa. Mộ nói theo cái ngôn ngữ gọi là của những vị anh hùng hay là những vĩ nhân hay những nhà lãnh đạo là lăng tẩm, mà nơi lăng tẩm của những người ấy là lưu giữ những hình ảnh, những thứ thân thương còn sót lại của người đó, và hay lưu lại những ý muốn, những ý định của người đó. Vậy thì bà Maria Magdala, bà lưu luyến ở cái nơi ngôi mộ này, bởi vì bà biết nơi này như kiểu là mộ, là lăng tẩm đấy, là nơi mà tất cả những cái gì thân thương còn sót lại, những giây phút cuối đời của Chúa Giêsu. Và vì vậy bà khao khát tìm kiếm nên bà gặp gỡ được đấng Phục Sinh. Cho nên khi gặp gỡ được rồi thì bà mới, câu cuối cùng của bài tin mừng nói nên, bà về, bà nói với những người khác rằng: tôi đã thấy Chúa, tôi đã thấy Chúa. Xin cho chúng ta chỉ có thể thấy Chúa khi chúng ta khao khát, tìm kiếm và gắn bó với những gì liên can tới Chúa. Và để gắn bó với Chúa, thưa quý bà anh chị em, chúng ta phải đi vào trong đời sống cầu nguyện. Và khi đi vào trong đời sống cầu nguyện, chúng ta đọc được những thánh ý Chúa đến trong cuộc đời của chúng ta. Lạy Chúa, con không xin Ngài cất con khỏi đau khổ. Khi chúng ta đọc được thánh ý Chúa, không xin Ngài cất cho con khỏi đau khổ, nhưng xin Ngài đừng bỏ rơi khi con gặp đau khổ, để rồi giữa những thung lũng, những chuân chuyên chồng chành chao đảo của kiếp nhân sinh, của kiếp con người, chúng ta ý thức rằng không cầu nguyện thì không có đức tin, mà không có đức tin thì không có tình mến, mà không có tình mến thì làm sao mà chúng ta có thể không sinh ra kiêu ngạo, không sinh ra tự mãn, làm sao chúng ta có thể đi liên đới với tình thương mến thương với Thiên Chúa được. Mà khi đã kiêu ngạo, chúng ta cậy vào khả năng của mình, thì chúng ta hoàn toàn thuộc về thế lực của sự dữ, thế lực của ma quỷ. Vậy xin Thiên Chúa như bà Maria Magdala, các môn đệ hôm nay cũng ra mộ, nhưng mà các đấng đấy không có tha thiết,
không có ở lại, không gắn bó, không tìm kiếm, nên không gặp gỡ được đấng phục sinh. Xin cho chúng ta đang là những người có đạo, chúng ta cũng ra mộ đấy, chúng ta cũng đến nhà thờ đấy, chúng ta cũng giữ đấy, nhưng mà chúng ta không khao khát, không tha thiết, không tìm kiếm, cho nên cuộc đời của chúng ta nó vẫn cứ lằng nhằng, nó chưa lan tỏa niềm vui của đấng phục sinh. Vậy xin cho chúng ta noi gương như bà Maria Magdala, tìm kiếm đến nơi ngôi mộ, nơi tình thương mến thương của Thiên Chúa, để rồi chúng ta khao khát, chúng ta tìm kiếm, chúng ta sẽ gặp gỡ được Ngài. Xin Thiên Chúa thánh hóa và chúc lành cho chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, biến cố trọng đại mà chúng ta đang sống đó là mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu. Chúa Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết, mang đến cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao, một đức tin chắc chắn và vững bền. Chúng ta phải xác tín điều đó như vậy. Nhưng với thân phận yếu đuối mỏng giòn của con người, làm sao chúng ta có thể đối diện được trước những biến cố lớn lao như vậy? Điển hình là các môn đệ đi theo Chúa, kế đến là những người phụ nữ chân thành bước theo Chúa Giêsu trên con đường khổ giá. Các bà cũng đau khổ, các bà cũng rất là đớn đau về sự kiện thầy mình đã bị giết chết, người ta chôn cất Ngài ở trong mộ. Đối với một người mà chúng ta tha thiết, chúng ta yêu thương, thì đứng trước những khó khăn, trước những cái chết của họ, làm sao chúng ta có thể cầm lòng cho được? Làm sao chúng ta vượt qua nỗi đớn đau ấy cho được? Chúng ta luôn sợ hãi. Và điều đó chứng tỏ rằng mỗi người chúng ta là mang thân phận con người luôn yếu đuối và mỏng giòn. Chúng ta luôn thất vọng, chúng ta luôn chán chường, chúng ta luôn sợ hãi trước những biến cố kinh hoàng trong cuộc đời của chúng ta, trên hành trình đức tin của chúng ta. Chúng ta luôn thất vọng. Nhưng kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa không muốn chúng ta thất vọng bao giờ. Chúa không muốn con cái của Ngài, những người con yêu dấu chính Ngài sinh ra, những người Kitô hữu bước theo Chúa trên con đường ơn gọi đời mình, Chúa không muốn tất cả chúng ta thất vọng. Chính vì thế, Chúa luôn làm những điều tốt lành cho chúng ta để củng cố đức tin cho chúng ta. Trong những năm tháng công khai rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu làm những phép lạ cả thể, làm cho người mù được thấy, người điếc được nghe, kẻ câm được nói, kẻ chết được sống lại, để củng cố đức tin cho chúng ta, để cho chúng ta có một sự hy vọng về Thiên Chúa của chúng ta. Và hôm nay Chúa lại chính bản thân mình cho chúng ta chiêm ngưỡng vinh quang phục sinh của Ngài, thì còn gì nữa đâu mà chúng ta phải thất vọng. Chúng ta hy vọng và xác tín vào chính Thiên Chúa của chúng ta. Chính Ngài là Thiên Chúa thật đã đến thế gian này để cứu lấy chúng ta. Và hơn hết, Chúa đã không làm cho chúng ta thất vọng bằng việc Chúa đã gọi chính tên chúng ta. Mỗi người chúng ta được sinh ra đều có một cái tên, một cái tên mang một ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện một con người, một nhân cách sống của họ. Và khi mà được gọi tên, chúng ta cũng mang trong lòng một sự hãnh diện lớn lao khi ai đó gọi tên mình. Một bạn bè thân thiết với nhau, xa cách nhau lâu lắm rồi, khi gặp lại và người ta đã gọi chính tên mình, thì thử hỏi bạn vui lòng biết bao. Có một câu chuyện về một thực tập sinh, một anh thực tập sinh nghề giáo viên. Anh ta dạy ở một ngôi trường nọ, thực tập trong một ngôi trường. Khi anh đi thực tập, anh cố gắng học hết tất cả các tên của những người học trò của mình, thì cớ sao khi anh ra trường, một điều hạnh phúc là anh được trở về với chính ngôi trường mà anh đã được thực tập, và anh đã gọi tên từng bạn học sinh một mà ngày xưa anh đã thực tập. Các bạn ấy hạnh phúc biết dường nào khi người thầy đã gọi đúng tên mình. Ngày hôm nay cũng vậy, chính Đức Giêsu Kitô phục sinh, Ngài hiện ra và Ngài đã gọi chính tên Maria để củng cố lòng tin cho bà,
để ban tặng một hồng ân đặc biệt cho bà qua chính cái tên, cái gọi tên ấy, để cho bà khỏi sợ hãi, khỏi thất vọng về nỗi đau buồn trong trái tim của mình, về sự rạn nứt đổ vỡ nơi trái tim của mình, về sự thất vọng của mình. Chúa Giêsu đã củng cố tinh thần và ban cho bà một món quà đặc biệt, đó là gọi chính tên bà. Mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng vậy. Chúng ta hãy nhớ lại, Chúa đã gọi chính tên chúng ta khi Ngài chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúa đã ghi dấu nơi tâm hồn, nơi thể xác chúng ta dấu ấn của Ngài. Chúa đã gọi chính tên chúng ta là người Kitô hữu, là con cái của Thiên Chúa, là công dân nước trời. Xin cho những tình yêu và hồng ân đặc biệt mà chính Thiên Chúa đã dành tặng cho chúng ta hơn hết trong hồng ân phục sinh, giúp chúng ta có một đức tin lớn lao và vững vàng, củng cố con người chúng ta để chúng ta luôn can đảm và hãnh diện về cái tên Kitô hữu của mình mà chính Chúa đã gọi. Xin cho qua điều đó mọi người chúng ta sống tốt hơn, sống chân thành và yêu thương Chúa nhiều hơn. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng một sinh viên cao đẳng đến thực tập tại một trường nọ. Chỉ trong 2 tuần, anh ta nhớ tên tất cả các học sinh trong lớp. Anh gọi từng em như một người bạn thân. Sau khi tốt nghiệp, anh lại được phân công về dạy tại trường đó. Lập tức, tất cả các học sinh thân yêu tụ tập xung quanh anh. Nhìn thấy họ, anh gọi đức danh từng em một. Các em rất vui mừng. Tất cả các em đều được gọi, nhưng chỉ có một em mà anh không thể nhớ tên. Em ấy xấu hổ, chạy và khóc. Anh rất ngượng ngùng và nói lời xin lỗi em. Tên người thật quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã gọi đích danh Maria Magdalena trong khi bà khóc và tìm xác Chúa Giêsu. Vì lúc ra thăm mộ, bà thấy ngôi mộ trống trước mặt bà. Khi không thấy xác Chúa, bà khóc nức nở và cả thế giới này không còn có ý nghĩa gì đối với bà nữa, bởi vì bà không tìm gì khác ngoài xác của Chúa Giêsu, không nhận ra ai khác. Ngay cả các thiên thần và chính Chúa Giêsu mà bà tưởng là người giữ vườn. Đến khi giọng nói quen thuộc ấy vọng đến tai bà liền nhận ra người đang nói với mình là ai. Ngài chính là Chúa Giêsu mà bà tưởng hay trò chuyện, hay nghe Ngài giảng. Chúa Giêsu đã giải thích với bà ý nghĩa việc sống lại. Ta về cùng cha ta, cũng là cha của các con. Về cùng Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa của các con. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu phục sinh cũng biết đích danh mỗi người chúng ta và gọi đúng tên của chúng ta. Thiên Chúa đang gọi chúng ta qua những người thân, bạn bè hay qua từng biến cố trong cuộc sống hoặc trong tâm khảm của chúng ta. Phần chúng ta có nhận biết Ngài không? Đôi khi vì lo cơm áo gạo tiền quá mức, vì ham mê lạc thú, ham mê hưởng thụ, chúng ta chẳng còn nghe tiếng Chúa đang gọi chúng ta. Chúng ta như con thiêu thân, lao mình tới những mục tiêu tạm bợ ở trần gian này, mà đôi lúc chúng ta tưởng chúng là nguồn hạnh phúc đích thực của chúng ta. Sự ồn ào của những cám dỗ đó đã làm chúng ta không thể lắng nghe tiếng Chúa. Sở dĩ bà Maria Magdala có thể lắng nghe và nhận ra tiếng Chúa Giêsu phục sinh gọi mình, vì tình cảm của bà với Chúa thật đậm đà. Mỗi người chúng ta cũng cần có thời gian tĩnh lặng và cầu nguyện để có thể sống thân mật với Chúa,
hầu có thể nhận ra tiếng Ngài đang mời gọi chúng ta. Chính Chúa Giêsu phục sinh mới là con đường đích thực để mỗi người chúng ta dõi theo. Đích điểm của con đường này là được phục sinh với Chúa và sống lại với người, tức là được hưởng sự sống đời đời, được chạm đến nguồn hạnh phúc đích thực là chính Chúa. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin giúp chúng con luôn sống đời sống cầu nguyện và biết mở lòng mở trí để chúng con có thể nhận ra tiếng Ngài mời gọi giữa cuộc đời ồn ào náo nhiệt này. Xin cho chúng con can đảm bước theo tiếng Ngài mời gọi bằng chính cuộc sống hàng ngày của chúng con, nghĩa là sẵn sàng ra đi loan báo tin mừng như bà Maria Magdala đã làm. Amen. Chị em, tại một hội nghị tôn giáo thì người ta đưa ra câu hỏi thú vị, đó là sau khi chết thì thủ lãnh tôn giáo của quý vị để lại di sản gì? Các vị lãnh đạo các tôn giáo lần lượt trả lời. Người thì nói di sản là một chút tro tàn. Người thì nói chút hài cốt, vật này vật nọ. Cuối cùng vị lãnh đạo công giáo trả lời: Chúa Giêsu của chúng tôi để lại một di sản là ngôi mộ trống. Kính thưa quý ông bà chị em, một người phụ nữ đã trở thành chứng nhân đầu tiên của đấng phục sinh, đó là bà Maria Magdalena, đã từng bị bảy quỷ ám và được Chúa Giêsu chữa lành. Bà là một trong số những người đầu tiên đã đi đến ngôi mộ trống. Bà là người đứng dưới chân thập giá và dự cuộc mai táng của Đức Giêsu.
Ngôi mộ trống là dấu hiệu về sự sống lại của Đức Giêsu, và tin mừng phục sinh đã được loan báo từ nơi đây. Hãy đi gặp anh em của thầy và bảo họ rằng: Thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Trước đó, bà Maria Magdalena đã nhận ra đấng phục sinh khi người gọi tên bà. Đức Giêsu đã nói với bà: Thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thất xác sống lại của Đức Giêsu được tôn vinh ngay khi người trỗi dậy từ cõi chết. Tuy thế, Đức Giêsu còn hiện ra với các tông đồ, với các môn đệ và những người khác trong thời gian 40 ngày để tiếp xúc, sinh hoạt với họ, để bổ túc công việc dạy dỗ cho các tông đồ. Biến cố thăng thiên sẽ kết thúc giai đoạn đó. Trong thời gian giới hạn đó thì bà Maria cần phải đi báo tin cho các môn đệ của người hơn là giữ người lại lâu hơn để tỏ lòng quý mến gắn bó với người bằng những cử chỉ tôn kính và thân mật. Các phụ nữ là những người đầu tiên nhận được thông điệp phục sinh và được gặp chính đấng phục sinh. Họ đã trở thành sứ giả đầu tiên loan báo sự sống lại của Đức Kitô cho các tông đồ. Chúa Giêsu cũng đã hiện ra với các tông đồ, trước hết là với Phêrô, sau đó là với nhóm 12 tông đồ. Vì vậy, Phêrô là người đã được kêu gọi để củng cố niềm tin cho các anh em của mình. Với tư cách là những chứng nhân của đấng phục sinh, thì các tông đồ là những đá tảng, là nền móng vững chắc của hội thánh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sau khi được gặp đấng phục sinh, các tông đồ được biến đổi và trở nên chứng nhân của người. Phêrô lên tiếng một cách mạnh mẽ: Người là đấng người ta đã giết treo trên thập giá, nhưng ngày thứ ba Thiên Chúa đã cho người sống lại, và người đã hiện ra không phải với toàn dân mà là với chúng tôi, là những chứng nhân được Thiên Chúa tuyển chọn. Chúng tôi đã ăn uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta cùng chết với Chúa Kitô thì chúng ta sẽ cùng sống lại với người. Chúng ta hãy chết đi đối với tội lỗi để được hưởng vinh quang phục sinh với Đức Kitô. Đó cũng chính là ý nghĩa của bí tích rửa tội, là phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta được tái sinh và đổi mới. Bí tích rửa tội cùng là ơn soi sáng cho chúng ta được trở thành con cái của ánh sáng. Xin Chúa thắp lên ngọn lửa Thánh Thần để chúng ta trở thành những chứng nhân của đấng là ánh sáng muôn dân. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chương 20 sách Tin Mừng Gioan thuật lại ba biến cố trong ngày phục sinh, và lời Chúa hôm nay chính là biến cố thứ hai xảy ra trong ngày đó. Khi ấy, bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc: Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Sau khi chạy về báo tin cho các môn đệ, bà Maria hẳn là vẫn quanh quẩn bên mộ Đức Giêsu vì thương mến, và có lẽ vì tội nghiệp người đã phải chịu cái chết đau khổ như thế mà giờ đây người ta vẫn chưa tha cho xác của người. Trích đoạn Tin Mừng đã cho thấy sự tuyệt vọng và đau khổ của Maria Magdala lúc này đến mức nào. Theo Đức Giêsu và các môn đệ trên đường rao giảng Tin Mừng, chắc chắn bà đã nghe nói, đã chứng kiến biết bao phép lạ Đức Giêsu làm, từ việc chữa lành bệnh tật cho đến việc làm cho kẻ chết sống lại, từ việc khiến gió biển im lặng cho đến chuyện hóa bánh ra nhiều. Thế nhưng, tất cả đều sụp đổ khi bà đếm từng vết máu và mồ hôi loang vãi trên đường tử nạn, khi theo dõi từng hơi thở thoi thóp của Đức Giêsu trên thập giá, hay khi xác người được mai táng trong mộ, và hôm nay khi cả đến thân xác cũng bị đánh cắp mất.
chẳng còn hy vọng gì nữa. Như vậy, tất cả chỉ là tuyệt vọng. Nhưng chính trong tận cùng của sự tuyệt vọng ấy, chính trong thử thách mịt mù ấy, bà đã được tặng ban một món quà. Bà được thấy Chúa Kitô phục sinh và người đã gọi tên bà. Đức Giê-xu gọi bà Maria, bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew, Rabuni. Sự kiện Chúa gọi tên bà gợi lại cho bà nhiều điều. Chúa đang sống, người nhận ra bà, người hiểu sự đau khổ của bà và người yêu thương bà. Nhận ra tiếng gọi thân thương của người mình yêu mến trong khi đang tuyệt vọng tìm kiếm, còn gì xúc động và vui mừng hơn. Bà quay lại để nhìn Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu phục sinh đã hiện ra với Maria Magdala, nhưng bà lại không nhận ra người và tưởng là người làm vườn. Nhưng khi Đức Giê-xu gọi chính tên bà đã nhận ra người. Điều này cho thấy, chỉ có ơn Chúa ban, con người mới nhận biết Thiên Chúa và nhận ra sự hiện diện sống động của người. Hay nói cách khác, việc Chúa phục sinh hiện ra là các hiện diện mới mẻ của người. Sự hiện diện này không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời gian nữa, nên người có thể đến với tất cả mọi người ở mọi thời và mọi nơi. Và con người chỉ có thể nhận ra người bằng đức tin mà thôi. Và như thế, bao lâu chúng ta còn dựa vào quan niệm hữu hạn và trần tục của mình, thì không thể nhận ra được những thực tại siêu nhiên. Do đó, cần phải gạt bỏ mọi thành kiến, mọi ý nghĩ và suy tư theo kiểu thế gian, để tin vào lời Chúa. Nhờ đó, chúng ta mới có thể nhận ra Chúa và những gì thuộc về Chúa mà thôi. Lạy Chúa, Chúa đã sống lại và vượt qua những giới hạn của thân xác, của không gian và thời gian mà đến gặp chúng con trong mọi nơi, mọi lúc. Thì xin ban cho chúng con đức tin và tình yêu mến để nhận ra Chúa đang ở bên chúng con, để được sống trong bình an và niềm vui. Amen. Chúa sai con đi như Cha đã sai Ngài. Chúa sai con đi loan truyền về Thiên Chúa tình yêu. Ngài chịu đóng đinh trên cây thập hình, chịu tang trong mộ, nhưng sau ba ngày Ngài đã phục sinh. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, xin kính tôn Ngài. Lo đinh còn đây, vết đong còn đây, in dấu ân tình Chúa đã phục sinh cho con niềm tin vinh giá. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, xin bước theo Ngài, sống cho tình yêu trên vì tình yêu dâng hiến thân mình, chứng nhân phục sinh bằng chính dấu đinh đời con. Anh chị em thân mến, tin mừng về Đức Kitô phục sinh là một tin mừng được công bố làm cho tâm hồn của chúng ta vui tươi.
Quả vậy, còn đó một lời chứng rất hùng hồn của bà Maria Magdala. Từ một thái độ sầu thương khóc lóc khi gặp Chúa, bà trở thành người loan báo tin vui. Bà đã gặp đấng phục sinh và thưa lên: Rabuni, lạy thầy. Để đi vào cuộc gặp gỡ ấy, bà đã được chất vấn: chị tìm ai? Chị tìm ai? Câu hỏi Đức Giêsu đấng phục sinh đã hỏi bà Maria Magdala vào buổi sáng lúc trời còn tối. Đấy cũng là câu hỏi mà Đức Giêsu hỏi mỗi người chúng ta: chúng ta đang tìm ai? Buổi sáng lúc trời còn tối bên mộ Chúa, bà Maria chỉ muốn tìm gặp một thân xác bất động, nhưng bà đã gặp được đấng hằng sống. Đôi khi trong đời sống đức tin, chúng ta chỉ dừng lại ở một thân xác bất động, nghĩa là chỉ dừng lại ở một lối sống đức tin tối thiểu, mà quên rằng chúng ta cần đi vào tương quan của một cuộc gặp gỡ với đấng hằng sống, cuộc gặp gỡ sống động biến đổi đời sống của ta. Hơn một lần chúng ta được nhắc nhở: chúng ta tìm ai trong đời sống của mình? Chúng ta không đi tìm điều gì, nhưng tìm chính đấng hằng sống. Đấng là nguồn mạch của sự sống, đấng là lý tưởng cuộc đời của ta, đấng đến để cho ta được sống và sống dồi dào. Và Maria Magdala đã gặp và làm chứng cho đấng phục sinh. Các môn đệ được hẹn hò để gặp đấng phục sinh rồi làm chứng cho người. Thời của hội thánh là thời làm chứng. Rồi đến phiên chúng ta, những người đón nhận lời chứng của các tông đồ, đón nhận lời chứng của những người đã gặp gỡ đấng phục sinh, chúng ta phải lên đường để làm chứng cho đấng phục sinh. Như bà Maria Magdala đã nói: tôi đã thấy Chúa và người đã nói với tôi. Chúng ta cũng có thể nói như thế: tôi đã thấy Chúa trong chính cuộc đời mình. Tôi đã thấy Chúa trong những biến cố thăng trầm buồn vui. Tôi đã thấy Chúa ngay cả trong những nỗi khốn cùng mà tôi gặp phải. Tôi đã thấy Chúa trong anh chị em tôi. Tôi thấy Chúa với những điều kỳ vĩ Chúa đã thực hiện trong cuộc đời này. Tôi đã thấy Chúa và người đã nói với tôi. Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua lời hằng sống. Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta ngang qua các dấu chỉ của thời đại. Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua những biến cố của cuộc đời. Xin cho chúng ta nghe được tiếng Chúa và mau mắn lên đường để làm chứng cho người. Tôi là tôi đã thấy nằm mờ của Đức Kitô, người đã sống lại và đã ra khỏi mộ. Người đang là đang sống vinh quang, sống vinh quang. Và Maria ơi, trên đường bà thấy những gì, những gì xin kể cho chúng tôi nghe. Tìm tăng tăng tình tình ta tăng ô ta. Tôi là tôi đã thấy trên con cứu chuộc đàn chiên, Đức Kitô vô tội đã hòa giải tội nhân, hòa giải tội nhân với Chúa, với Chúa là Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tuyên xưng đức tin mạnh mẽ như bà Maria Magdala: tôi đã thấy Chúa và người đã nói với tôi. Xin cho chúng con làm chứng cho Chúa trong cuộc đời bằng chính thái độ sống đức tin, đặc biệt bằng nghĩa cử của đức ái, để nhờ chính đời sống của chúng con, muôn dân nhận biết Thiên Chúa tình thương và tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa
Đấng đã chết và sống lại. Xin Chúa chúc lành cho hành trình loan báo tin mừng của chúng con. Amen. Ngợi khen Vua Kitô, sống lại và ra khỏi mộ, tin mừng vượt qua đời sự, không trường sinh đến ai ơi. Tình tang tang tình tình tang tang ô tang. Tôi là tôi đã thấy thiên thần làm chứng to tường, thân liệm và y phục người còn nguyên trong mộ đá. Nhưng người đã sống lại và đi trước chư vị. Lại và ra khỏi mộ, tin mừng vượt qua đời sự, không trường sinh đến ai ơi. Tình tang tang tình tình tang tang ô tang. Người khen Vua Kitô, sống lại và ra khỏi mộ, tin mừng vượt qua đời sự, không trường sinh đến ai ơi. Tình tang tang tình tình tang tang ô tang. Người khen Vua Kitô, sống lại và ra khỏi mộ, tin mừng vượt qua đời sự, không trường sinh đến ai ơi. Quý vị và các bạn thân mến, vào một đêm nọ, lúc 11:30, một người phụ nữ Mỹ đang đứng run rẩy bên lề đường cao tốc Alabama, cố gắng chống lại những cơn gió lạnh buốt xương của cơn bão ngay gần đó. Toàn thân ướt sũng, chiếc xe thì lại bị tắt máy giữa đường. Người phụ nữ thì đang có chuyện gì rất gấp gáp, nên vẻ mặt trông rất tuyệt vọng. Thình lình, một chiếc xe đỗ trước mặt cô và một người đàn ông đã niềm nở mời cô lên xe. Một hành động được xem là hiếm có vào lúc đó, thập niên 60, khi nước Mỹ đang chìm sâu vào chiến tranh và thù hằn sâu sắc. Người đàn ông ấy đã đưa cô lên nơi an toàn, tìm người giúp đỡ cô và kêu một chiếc taxi đưa cô đến địa điểm cô cần đến. Dù người phụ nữ ấy rất xúc động, nhưng vì đang vội vã nên chỉ kịp ghi địa chỉ nhà của người đàn ông tốt bụng, cảm ơn anh và vội vã bước lên xe. 7 ngày trôi qua và người đàn ông bất ngờ nhận được một bưu phẩm khủng. Một chiếc tivi màn hình phẳng, khổ lớn đã được chuyển tới nhà anh. Trên chiếc tivi là một tờ giấy nốt với dòng chữ: cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi vào đêm mưa bão ấy. Lúc ấy, không chỉ quần áo tôi ướt sũng, mà trái tim tôi thực sự tan nát. Và ngay lúc ấy, anh đã xuất hiện và giúp đỡ tôi vô điều kiện. Nhờ có anh, tôi đã có mặt kịp thời bên cạnh chồng trên giường bệnh trước khi anh ấy chút hơi thở cuối cùng. Mong Chúa sẽ luôn phù hộ anh vì điều kỳ diệu anh đã mang đến cho một người xa lạ đang gặp khó khăn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên nhắn nhủ với chúng ta rằng hãy luôn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ. Người đàn ông đã không ngần ngại mối nguy hiểm có thể xảy ra trong đêm tối khi tình hình chiến tranh lúc bấy giờ đang căng thẳng. Ông đã niềm nở mời cô gái lên xe và đưa cô đến nơi an toàn. Hành động chia sẻ tốt lành ấy đã đem lại niềm vui cho cô và giúp cô học được bài học quý về sự sẵn sàng chia sẻ. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy cho Maria Magdala về bài học chia sẻ. Bà đang buồn sầu vì nghĩ rằng người ta lấy xác Chúa rồi. Nhưng khi bà được Chúa gọi chính tên mình, thì bà nhận ra đó là Chúa Giêsu, người đã sống lại. Lúc đó, bà rất vui mừng và muốn giữ Chúa lại cho riêng mình. Nhưng Chúa nói với bà: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ biết về việc Thầy đã sống lại và sẽ lên cùng Cha của Thầy." Sau khi đã hủy diệt được ước vọng chiếm đoạt Chúa cho riêng mình, nhờ việc Chúa gọi tên riêng mình và
và được cảm nghiệm sâu xa Thầy đã sống lại. Maria Magdala cũng được sống lại trong cởi mở và hiên ngang đi làm chứng về Thầy. Ước vọng chiếm hữu Chúa của Maria cũng có nơi chúng ta. Đôi khi chúng ta muốn giữ người lại cho mình vì chúng ta cần người lấp đầy vào chỗ buồn sầu trong cuộc sống hiện tại để làm chỗ trú ẩn cho chúng ta trước những nghịch cảnh cuộc sống. Rất nhiều lần chúng ta giữ Chúa lại cho mình mà không chia sẻ, không bao giờ nói về người, không bao giờ có tiếng rao giảng về người. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy biết ra đi chia sẻ niềm vui Chúa phục sinh cho những người chúng ta gặp gỡ. Sự chia sẻ ấy được diễn tả không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động. Xin Chúa giúp chúng con cảm nghiệm được niềm vui Chúa phục sinh trong lòng chúng con. Xin cho chúng con biết sẵn sàng ra đi chia sẻ niềm vui ấy cho mọi người bằng chính đời sống tốt lành của chúng con. Amen. Một chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tin Ngài. Đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tim yêu mến và chứa tràn niềm ước mơ thiên đường. Gieo vang hồng ân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tin mừng. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tăm tối, làm sáng lên danh Ngài cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi mên, ước muôn lòng người trên thế giới là đuốc soi cuộc đời. Con mang sứ điệp hồng ân an vui và tình Ngài con gieo vang, ra đi thắp sáng lời Chúa trong chân thế bao ngỡ ngàng. Hân hoan cùng đi với Chúa, sai đi sưởi ấm lòng thế nhân chìm đắm trong mù tối. Và lạy Ngài con xin ơn, con nay xin đến làm chứng nhân và bước theo lên đường. Gieo vang hồng ân thương